Rồi, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Nhà Thông Minh Huawei chúng tôi. Ở video này thì mình sẽ review cho quý vị và các bạn, đây là mẫu camera của iMount. Là cái vỏ hộp đây là của cái sản phẩm này nhé quý vị và các bạn nhìn này. Đây là cái con camera, chất hình ảnh là 4 MP, con camera dùng trong ngoài trời, có chức năng xoay 360 độ, có khả năng đảm thợ 2 chiều. Và đây là một cái sản phẩm mà đã có những khách hàng của bên mình cũng có hỏi rằng là cái con camera ngoài trời của Ezevit thì nó có loại nào là 4 MP và có thứ chức năng đảm thoại 2 chiều hay không. Thì hiện giờ bên Ezevit hiện giờ đang chưa có cái mẫu đó, và tính đến thời điểm hiện tại như bây giờ là tháng 11 năm 2021, hiện giờ thì bên Ezevit thì đã có cái thông báo là đã ra một cái mẫu đó rồi, nhưng hiện giờ thì trên hệ thống phân phối hiện giờ đang chưa có. Thì hôm nay thì để giải quyết cái nhu cầu của khách hàng đó thì mình xin giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái sản phẩm iMount, một cái thương hiệu cũng khá là lớn trong dòng của camera này. iMount thì cái chất lượng sản phẩm của nó thì cũng khá là tốt, kiểu dáng thiết kế thì cũng tương đối là sắc nét. Đây, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái ngoại hình của cái con camera này nhé. Đó, cái con này có thể chức năng xoay 360 độ được, đảm thoại 2 chiều. Đó, chất hình ảnh lên 4 MP, có khả năng cảnh báo báo động. Đó. Về phần cơ bản thì chúng ta có thể nhìn thấy cả phần mặt trên của nó, đây bên mình đang gắn vào cái giá kệ của cái chỗ showroom của bên mình. Đó. Ở phần phía trước thì mình vẫn để nguyên giấy bóng này, phải bóc nó ra để giúp cho quý vị và các bạn có thể nhìn rõ hơn. Cái đèn màu xanh kia, đèn báo tín hiệu là cái camera đang có cái nguồn điện đang hoạt động. Và đây là cái hai cái đèn chớp hai bên, đây là cái đèn hồng ngoại này, đây là ống kính của cái con camera. Và phía dưới này là cái con camera C8C. Cái đây tầm cỡ hơn 6 tháng mình đã có một cái bài review về cái con camera này rồi, thì cũng được khá là nhiều các bạn phản hồi thông tin về cái sản phẩm này, và cũng có rất nhiều khách hàng đã đặt mua với cái sản phẩm này. Vậy thì nếu mà quý vị và các bạn nào đang có nhu cầu tìm kiếm một cái giải pháp về camera ở ngoài trời, chất hình ảnh 4 MP, đã khả năng đảm thoại 2 chiều, thì quý vị và các bạn có thể quan tâm và theo dõi tiếp cái video này. Ở ngay trên vỏ hộp của cái camera ấy, thì nó đã giới thiệu cho chúng ta được những cái tính năng của cái con camera iMount này, với cái model của nó là ở đây nhé, là model IPC S42 FP. Đây này, quý vị và các bạn nhìn thấy đây này. Đó. Hàng này thì được nhập khẩu chính hãng, và đây là đơn vị phân phối của nó này. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy này, công ty trách nhiệm phân phối công nghệ và dịch vụ mới Rồng Việt này. Đó. Sản phẩm này được bảo hành 24 tháng. Đây là sản phẩm chính hãng này, quý vị và các bạn mua rất là yên tâm với cái chất lượng của sản phẩm của iMount. iMount này thì về mặt cái thời gian nó cũng xuất hiện gần như là cùng một lúc với Hikvision. Còn đây thì chúng ta nhìn thấy này, đây là chuẩn nét hình ảnh của cái con iMount này, nó là H265, chất hình là 4 MP, có khả năng xoay 360 độ, phát hiện chuyển động này. Cái này có thể là Smart Full Color Night Version, tức là nó sẽ có màu khi mà phát hiện được chuyển động đi vào vùng quan sát của camera. Smart Tracking, tức là có thể bám theo cái đối tượng chuyển động. Cái này nó hay hơn con C8C này. Và cảnh báo chớp đèn này bằng cái đèn spotlight này, khả năng là có cái chuông thông báo này, còi hú này, với cái nó gọi là độ ồn này 110 decibel, chắn đảm thoại 2 chiều, chống chịu nước này, wifi có thể bắt được cái kết nối bằng wifi này, hoặc chúng ta có thể dùng dây để kết nối được. Nó cũng có cái tính năng nữa, nó là cái mà chúng ta phải lưu trữ trên đám mây, và đây là khe gắn thẻ nhớ lên đến 256 GB. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ test thử các cái tính năng của cái con camera iMount này từ trên điện thoại để giúp cho quý vị và các bạn có thể cùng được trải nghiệm cái sản phẩm này. Và đây chúng ta nhìn thấy chế độ đèn dọi là lập tức trên cái con camera nó sẽ có hai cái đèn flash, nó sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo xua đuổi những người mà đi vào cái vùng quan sát của camera khi mà chúng ta phát hiện ra được. Đây là chế độ theo cái dạng thủ công, và nếu như chúng ta sẽ chuyển sang chế độ mà trạng thái là chúng ta sẽ cho nó tự động tính năng. Và ngay phần ngoài giao diện của cái camera này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nó có đã show chúng ta rất nhiều các tính năng ở đây rồi. Và có một cái phần nữa đó, trong cái phần cài đặt này thì chúng ta có thể bấm vào như cái hình con EQ ở đây nhé, ở ngay góc trên bên phải.
Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, nó có phần chia sẻ thiết bị. Nếu chúng ta có những cái người thân, người quen thì chúng ta có thể chia sẻ thiết bị ra cho người khác dùng, thì chúng ta có thể bấm vào đây. Đó. Và với cái điều kiện là người mà nhận được cái chia sẻ để xem được cái camera này, họ cũng phải cài cái phần mềm này. Họ cũng phải tạo cho ta một cái tài khoản, và chúng ta sẽ có cái phần mã QR chúng ta sẽ quét và chúng ta chia sẻ. Thì ở cái video khác thì mình sẽ làm cho quý vị và các bạn cái hướng dẫn cách chia sẻ. Ở đây mình chỉ giới thiệu qua thôi. Và tất cả các bản ghi ở đây thì riêng cái con camera này hiện giờ mình đang chưa gắn thẻ nhớ lên, chính vì thế thì nó chưa có bản ghi nào cả, nó chỉ xem trực tiếp thôi. Các tính năng của cái con camera này chúng ta có thể sâu vào đây, trực tiếp từ cái con cam chúng ta có thể biết được xem là nó gồm có những tính năng gì. Mẫu đây là cái con model Cruiser 4MP là cái con này, và số series nó đây. Và các tính năng nổi bật của cái con camera này thì nó sẽ sâu cho chúng ta này. Thì chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt báo động ở đây, thông báo. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là tất cả cái chỗ giao diện này nó đều là tiếng Việt, nên chúng ta có thể tự mò ra nó cũng được. Nhưng ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn luôn. Nếu quý vị và bạn nào có cần các nhu cầu tính năng nào cụ thể cần chưa rõ thì quý vị và bạn hãy nhắn tin, gửi cho mình cái thông tin trên Zalo hoặc là comment lại trên cái video này, thì mình sẽ làm các video để hướng dẫn, để giúp cho quý vị và các bạn có thể trải nghiệm một sản phẩm một cái tốt nhất. Ở đây thông báo thì chúng ta sẽ có cái thông báo này, cái này chúng ta đang bật, và thông báo là đẩy bằng tin nhắn hình ảnh đó, đang bật nhé. Còn phát hiện ở đây chúng ta nhìn này, phát hiện chuyển động ở đây mình đang tắt đi. Còn nếu mà bởi vì cái con camera này nó đang hướng ra ngoài chỗ bên mình, thì cửa hàng ở đây đang được cái con camera đang hướng ra ngoài nên có rất nhiều các xe cộ phương tiện qua lại, chính vì thế thì mình đã phải tắt nó đi, chứ không thì nó thông báo một cách liên tục như ở đây chẳng hạn. Khi ở đây mình bật nó lên này, đó, nó ghi phát hiện con người này, đó. Tức là chỉ khi con người đi vào cái vùng quan sát của camera thì nó mới báo cho chúng ta gửi chụp hình và gửi tin nhắn về. Và điện thoại chúng ta lúc đó luôn luôn phải kết nối internet, chúng ta hoặc là kết nối wifi hoặc chúng ta có 4G thì nó mới gửi về được. Còn nếu chúng ta tắt, đương nhiên nó sẽ không thể là chúng ta nhận được cái thông báo đó. Và theo dõi thông minh, tức là chúng ta nhìn thấy nó đã diễn giải ở đây này. Sau khi bật tính năng theo dõi thông minh được kích hoạt, thiết bị sẽ theo dõi và lưu lại sau khi phát hiện của đối tượng. Như ta bật vào đây, còn đây chúng ta đặt cái lịch, chúng ta có thể đặt từ thứ hai cho đến chủ nhật và theo cái thời gian. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu qua cho quý vị và các bạn biết. Còn nếu như quý vị nào mà đang cần cài đặt cái camera này, thông báo theo một cái lịch thời gian cụ thể, nếu mà quý vị và các bạn chưa biết cài thì có thể inbox cho mình, thì mình sẽ làm một cái video hoặc là hướng dẫn trực tiếp cho quý vị và các bạn luôn. Độ nhạy chuyển động thì ở đây chúng ta sẽ có min là độ nhạy 1, max là chúng ta độ nhạy bằng 5, thì ở đây mình đặt ở mức trung bình là bằng 3, mặc định nó cũng để bằng 3 luôn. Ví dụ như cái con camera này thì cũng giống như trên phần Exhibit, thì chúng ta sẽ đánh dấu các vị trí đó. Đây, chúng ta đánh dấu ở các vị trí màu cam này là cái vùng mà khi có ai đi vào cái vùng quan sát, vùng cái màu cam này, thì cái con camera này nó sẽ gửi thông báo cho chúng ta. Ví dụ mình đánh dấu ở đây rồi, ví dụ ai đi vào cái vùng này thì con camera nó sẽ gửi thông báo về. Và khi mình đi vào vùng quan sát của camera, và quý vị và các bạn thấy rằng là hiện giờ nó đang cảnh báo chớp đèn. Đó. Chút nữa thì mình sẽ kết hợp cả cái còi từ trên cái con camera này, để khi mà đi vào vùng quan sát của camera mà mình đã đánh dấu phần màu cam đấy, thì nó sẽ thông báo. Thứ nhất là ở trên cái con cam nó sẽ có đèn chớp này, còi kêu này, và trên điện thoại chúng ta sẽ nhận được thông báo. Và vừa rồi thì chúng ta làm cái thông báo bằng chớp đèn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần âm thanh cảnh báo này. Đó. Chúng ta ở đây chúng ta bật cái chế độ này lên. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là cái con camera này khi mà mình đi vào cái vùng quan sát đã được đánh dấu như vậy, thì nó sẽ có kết hợp vừa còi vừa hú hay không.
Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái tính năng báo động của cái con camera này nhé. Quý vị và các bạn hãy xem khi mình đi di chuyển vào vùng quan sát của cái camera này, nó sẽ lập tức là có đèn và có cái còi hú từ cái vị trí của cái con cam. Và có một phần cũng khá là hay mình vừa phát hiện ra từ trên cái con camera iMount này, là đó là cái tính năng HDR. HDR này thì nó cũng giống tương tự như cái khả năng là chống ngược sáng đến từ thương hiệu Azavis ấy. Ở đây thì mình khi mình kích vào đây này thì chúng ta sẽ nhìn thấy tính năng HDR. Và mình thấy rằng là cái con camera của iMount thì vấn đề cài đặt của nó cũng khá là dễ dàng. Nó cũng có cái mã QR, chúng ta có thể cài đặt nó tương tự như Azavis thôi, nó không có cái gì khác biệt cả. Nếu quý vị mà đang quan tâm với cái sản phẩm camera này đến từ thương hiệu iMount thì quý vị và các bạn cần thêm những thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì quý vị và các bạn hãy gọi điện cho mình thông qua số điện thoại 0355003003 để bên mình có thể tư vấn để giúp cho quý vị và các bạn có một cái sản phẩm thật sự là ưng ý cho cái mùa cuối năm 2021 để đảm bảo an ninh cho gia đình của chúng ta. Và ở cái con camera của iMount này thì mình cũng thấy có một cái cũng khá là hay mà trên camera Azavis mình chưa thấy có cái tính năng này. Ví dụ như chúng ta ở đây vào cái chỗ lập sơ đồ này, tức là chúng ta cần di chuyển các hướng nhìn của cái con camera ấy, thì hiện giờ thì chúng ta có thể xoay sang trái, xoay sang phải như thế này, thì nó cũng khá là giống như các cái điện thoại mà có chức năng xoay 360 độ đó. Nhưng nó có một cái điểm ở đây mình thấy nó hấp dẫn hơn, nó hay như này nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang cái hình cái ngôi sao ở đây này. Và vừa rồi thì mình đã đánh dấu những vị trí mà mình thường xuyên hay sử dụng. Ví dụ đây là mặt trước, đây là giữa và đây là sau. Vậy thì khi mà chúng ta đang nhìn ra mặt trước này và bây giờ chúng ta chuyển sang cái vị trí chúng ta hay quan sát ở vị trí giữa, từ bấm vào đây đó, thì lập tức cái con cam nó sẽ di chuyển vào đúng cái tọa độ đó. Và nếu như quý vị và các bạn ấy chuyển sang cái phần cái camera nó nhìn ra phía sau và mình đánh tên nó đây đó, lập tức cái con cam nó sẽ di chuyển đúng vào đúng cái vị trí đó, mà chúng ta không phải di chuyển bằng các cái con trỏ như này, nó mất thời gian hơn, đôi khi nó bị lệch cái tọa độ mà chúng ta thường sử dụng. Đó là cái mà mình cũng thấy khá là hay đến từ con camera của thương hiệu iMount. Nếu như quý vị và các bạn có số lượng camera từ 1 cho đến 4 cái camera iMount này, chúng ta bấm vào đây. Đó, lập tức thì chúng ta sẽ chia ra cái màn hình ra làm 4 và nó sẽ thể hiện được luôn ở trên này. Và khi chúng ta xoay ngang cái màn hình ra, đó, thì 4 cái con camera này sẽ được thực hiện, sẽ được ghi hình. Chúng ta xem trực tiếp 4 con camera cùng một lúc. Ok, đó. Đó là những cái tính năng rất là nổi bật đến từ thương hiệu camera của iMount. Và bây giờ thì mình sẽ test cho quý vị và bạn cái tính năng mà nhìn ban đêm có màu để xem rằng cái khả năng hoạt động của cái con này nó hoạt động như thế nào. Và đây là hình ảnh mà chúng ta thu lại được từ cái con camera iMount này. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái cửa bên ngoài mình đã đóng và ở trong phòng thì mình đã tắt hết điện đi. Và đây là hình ảnh thu lại được. Chúng ta nhìn thấy nó cũng khá là sắc nét, rất là đẹp. Đó. Còn nếu đây thì mình sẽ mở rộng cái khung hình ra để giúp cho quý vị và các bạn nhìn nó rõ hơn. Đây. Đó. Đây là tính năng nhìn ban đêm có màu của cái con camera này nhé. Và đây là cái vị trí của cái con camera mà khi nó phát ra cái đèn flash để giúp cho cam nhìn được ban đêm có màu. Mà chúng ta nhìn thấy một cái điểm sáng nó khá là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đã giúp cho hình ảnh của cái con cam này nhìn được rất là rõ nét. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là mẫu camera ngoài trời chất hình ảnh 4 megapixel đến từ thương hiệu iMount với cái tính năng công dụng khá là mạnh mẽ. Chất hình ảnh lên đến 4 MP, chịu được mưa gió ngoài trời, đàm thoại 2 chiều và có khả năng cảnh báo được. Đó là những ưu điểm rất là nổi bật. Và ngoài ra nó có tính năng là HDR, tức là cái khả năng nó là chống ngược sáng. Đây là cái mẫu mình cảm thấy nó rất là ưng ý và cái tính năng nó cũng khá là mạnh. Có chế độ nhìn xuyên ban đêm có màu và những tính năng thông minh, ví dụ như chúng ta có thể cài đặt được lịch báo động cũng tương tự như con Azavis C8C này. Thì mình trước đây mình đã có cái bài review rồi đó. Thì với cái khả năng con iMount này thì với công dụng
nó khá là mạnh. Đó là sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và cái giá bán thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 600 ngàn đồng. Mình hơi bị nhầm một lẫn một chút. Giá bán của mình đó là 1 triệu 600 ngàn đồng, đã bao gồm phí ship vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng. Và cái sản phẩm này được bảo hành trong thời gian 12 tháng, bất kỳ những lỗi gì của nhà sản xuất thì quý vị và bạn hãy liên hệ bên mình để được hỗ trợ và được bảo hành trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu như quý vị và các bạn có mong muốn là mình sẽ review cái con camera C8C để so sánh với con camera iMount kia thì quý vị và các bạn hãy like, share và ấn subscribe để ủng hộ bên mình, để quý vị và các bạn cũng không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào mà bên mình sẽ ra trong thời gian tới. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.